Chào các bạn nha, mời các bạn đến với kênh Săn Bắt Ẩm Thực Tan Vlog nha. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay mình tiếp tục mình làm món ba khía rang me các bạn ơi. Điểm hôm cha con mình đi bắt được khoảng chừng ký ngoài 2 ký gì nè. Giờ không có đi đâu được trơn, giờ mình ở nhà mình làm cây nhà lá vườn các bạn ơi. Thôi lại mình sơ chế cho các bạn ơi. Mình đã đông đá nó sẵn rồi các bạn. Mình hớt bỏ me. Hớt bỏ càng bự đi các bạn ơi, càng bự cứng đó. Nên mình đã rửa sạch sẽ rồi nha các bạn. Bữa nay mai cầu tèo nó ở nhà làm công chuyện rồi các bạn ơi, có công chuyện rồi các bạn ơi. Với bên đó thì qua bên mình cũng khó lắm. Bữa qua được, bữa qua không được, các bạn thông cảm nha. Còn nhiêu nè các bạn. Bây giờ mình quay lại là mình chiên. Giờ mình nhúng lửa mình chiên nữa các bạn ơi. Mưa quá mưa, nó vừa nó cũng ướt luôn. Này sao trong đây cửa này con ôm trên xe đó ha. Đúng rồi. Sao con ôm chứ, cửa ôm trên xe cửa nhưng mà ướt nhẹp mà đẩy vô đằng ấy mà đẩy vô đằng đây con coi mà cửa mình còn không, cửa ngoài này còn không không. Vậy rồi cũng đốt được. Quay lò đây thì gió này thôi qua. Gió này thôi qua nè. Cho mình xay lại. Xay lò lại. Đó, thấy không? Lò cũng bể mẹ nè. Có tiền đầu tư cái lò mới các bạn ơi.
chị quên em đĩa rồi đó. Giờ mình đã chiên xong các bạn ơi. Bây giờ mình lấy me. Dầm me nữa. Cho nó có các bạn ơi. Mình tiết kiệm đi, mình lấy mỡ chiên nè. Mình thử mỡ tỏi luôn bạn ơi. Chắc con me vô các bạn. Cố lên các bạn ơi. Cái muỗng mình nó trong vòng. Tương ớt nha các bạn.
mắm đó các bạn ơi. Bộ nước mắm nha. Rồi sắc sắc nước lên chút các bạn, cho nó sạch sạch lên chút. Thiếu đường mình cho nó thêm miếng đường nữa các bạn ơi. Sáng mưa quá mưa đó các bạn, thành ra là củi nó ướt. Giờ đổ ba ké vô bạn ơi. Đổ đều lên. Rồi thịt quả mình đã xong các bạn ơi. Giờ anh dốc ra. Mời các bạn nha. Mời cả nhà nha. Ăn với mình con mới khía. Mới khía ăn me nha các bạn. Chấm ớt các bạn ơi, mình khấu ngọt ngọt chua chua mặn mặn các bạn. Mời các bạn ăn tỏi nha. Cái này có anh mẹ chấm hết sảy bà bảy luôn. Mời các bạn nha, mời anh em nha.
khấu à. Điều điều. Các bạn xem kênh mình nhớ cho mình một like và một đăng ký, một chia sẻ các bạn. Chấm miếng gạch cua nè, chấm miếng xốp nè, chấm miếng muối ớt nè. Mời các bạn nha, mời cả nhà nha. Rất là gọn. Này mình chiên lại là mình làm mình ăn nguyên vỏ được nha các bạn. Ngon khấu luôn à. Con bự quá. Chấm miếng xốp. Chấm miếng muối. Mời anh em nha, mời ở nhà nha. Làm miếng tỏi ra nhà. Bữa nay Mai Cô Tèo nó có công chuyện nhà đó, qua không được. Có mình nên quay à. Có gì sơ sót thông cảm nha các bạn. Tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người tới video sau.